Chào thầy, em là sinh viên Nguyễn Minh Hảo, mã số sinh viên 1514-1149, mã thực tập thi xử lý chiều thứ ba tiết 7/11, giảng viên hướng dẫn thầy Nguyễn Văn Điệp. Hôm nay tiến hành quay video này để hoàn thành bài tập thứ ba ở tuần thứ sáu với yêu cầu như sau: vẽ và mô phỏng mô đun ma trận phím kết hợp với 4 led bảy đoạn. Yêu cầu ban đầu là 4 led bảy đoạn hiển thị 4 dấu gạch ngang. Mỗi lần nhấn một phím thì phím được dịch vào 4 led bảy đoạn từ bên phải qua. Ví dụ nếu mà nhấn số 1 thì kết quả sẽ là gạch ngang 1. Nếu mà nhấn tiếp số 3 thì kết quả sẽ là gạch ngang 1 3. Yêu cầu của bài đó là vẽ sơ đồ nguyên lý bằng Protos và thứ hai là viết chương trình bằng phần mềm CCS. Bắt đầu với yêu cầu thứ nhất, đó là vẽ sơ đồ nguyên lý bằng phần mềm Protos. Chúng ta sẽ mở phần mềm Protos lên. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn bộ vi điều khiển, đó là BIC18F4550. Bộ vi điều khiển này là bộ vi điều khiển 8 bit. Để vi điều khiển có thể hoạt động được thì chúng ta cần custom clock cho con bit này. Chúng ta sẽ lấy bộ dao động thật âm, ở đây chúng ta sẽ thay đổi giá trị thật âm là 20 m và cấp vào hai chân OSC1 và OSC2 của vi điều khiển. Tiếp đến chúng ta, như yêu cầu của bài thì chúng ta sử dụng đó là module ma trận phím. Vì vậy chúng ta sẽ tạo ra 16 từ 0 cho đến F. Module phím ma trận này sẽ được điều khiển bởi 8 chân, bao gồm 4 chân điều khiển hàng và 4 chân điều khiển cột. Các chân điều khiển hàng thì chúng ta sẽ nối lên chở và nối lên VCC. Còn trong khi đó bốn chân còn lại của cột thì chúng ta sẽ nối vào ngõ ra của con 74 là F138. Thì đây là IC dài mã 368. Nhưng ở đây chúng ta chỉ dùng chức năng đó là dài mã 264. Vì vậy bốn chân ngõ ra từ I4 cho đến I7 chúng ta không sử dụng. Thay vì đó chúng ta sẽ sử dụng từ I0 cho đến I3. Còn ngõ vào là 2 bit thì chúng ta sử dụng A với B, còn ngõ vào C thì chúng ta không sử dụng và nó xuống map. Và để cái này có thể hoạt động được thì chân E1 chúng ta nối lên VCC, còn chân E2, E3 là chân tác động mức thấp thì chúng ta sẽ nối xuống 0 để cho phép IC này giải mã. Thì đây là IC giải mã tác động mức thấp, tức là đối ứng với một mã nhị phân 3 bit ở đây thì sẽ cho một chân tác động mức thấp, còn các chân còn lại thì lên mức cao. Ví dụ như mã là 000 thì chỗ này sẽ là bit I0 sẽ bằng 0, còn các bit còn lại sẽ bằng 1. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng chức năng là dạy mã 264 để tạo mã quét cho phím ma trận này. Để vi điều khiển có thể nhận biết được phím nào là được nhấn trong 16 phím này thì chúng ta sẽ quét lần lượt cột trước. Chúng ta sẽ cho lần lượt các cột từ I0 cho đến I7 được điều khiển bởi 4 đường này, lần lượt là bằng 0. Tức là ban đầu thì giả sử chúng ta sẽ cho I0 bằng 0 và các phím từ I1, I2, I3 bằng 1. Và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra xem là các chân B2, B3, B4, B5 chân nào xuống mức 0. Nếu mà chân nào xuống mức 0 thì tức là phím đó được nhấn. Và chúng ta sẽ xuất cái mã phím của nó ra để hiển thị trên led bảy đoạn. Chúng ta sẽ nối các hàng trên điều khiển hàng vào các chân B2, B3, B4, B5. Và chân điều khiển cột thì chúng ta sẽ nối hai chân A và B ngõ vào của B4 là F138 và chân B6 và B7 như trong hình. Ngoài ra chúng ta điều khiển nhiều hơn 2 module, vì chúng ta sẽ sử dụng một IC chốt để chốt dữ liệu chỉ cho một
mô đun hoạt động ở một thời điểm. Và để vi điều khiển hoạt động thì chân Master Clear chúng ta không sử dụng và chúng ta nối lên VCC. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo ra khối hiển thị. Ở đây chúng ta điều khiển đến 4 led 7 đoạn mà module mà bit của chúng ta chỉ có 5 bọt, trong khi đó không có đủ số chân để có thể điều khiển được 4 led 7 đoạn này. 4 led 7 đoạn thì tương ứng với 32 chân. Và chúng ta sẽ sử dụng một IC đó là 74HC595 để mở rộng bọt. Chúng ta sẽ nối 4 con IC 74595 này nối tiếp lại với nhau, tức là ngõ ra cuối sẽ nối vào ngõ vào của con kia để mở rộng. Thành ra chúng ta sẽ có được 32 chân tương ứng với 32 chân ngõ ra của 595. Cách kết nối của IC 74HC595 đó là các chân cấp xung clock thì chúng ta sẽ nối chung lại với nhau. Và chúng ta sẽ nối vào chân E0 của vi điều khiển, chân Q7 của IC chốt. Chân ô E là chân cho phép dữ liệu xuất ra IC 74HC595 thì chúng ta sẽ nối vào chân Q6. Trong khi đó chân STCB là chân nhận xung clock, để mỗi lần nhận xung clock thì sẽ cho 8 bit dữ liệu từ tầng thân ghi dịch 8 bit xuống tầng thân ghi lưu trữ 8 bit. Còn chân SHCB là nhận xung clock, mỗi lần nhận xung clock thì sẽ dịch 1 bit dữ liệu vào chân DS. Và chân DS chúng ta sẽ nối vào chân RE0 để nhận dữ liệu từ vi điều khiển, mỗi lần nhận là 1 bit. Và để khi mà có đủ 32 bit thì chúng ta sẽ cho chân OE này xuống mức 0 và sẽ xuất ra được dữ liệu ở các ngõ ra của 74HC595. Sau khi đã xuất được dữ liệu ra ngõ ra rồi thì chúng ta muốn hiển thị được trên led 7 đoạn thì cần phải có điện trở hạn dòng. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng khối điện trở đó là RX8, thì tương đương với 8 con điện trở đơn có giá trị là 220 ohm. Chúng ta kết nối lần lượt vào các ngõ ra của 4 con IC thân ghi dịch. Ở đầu còn lại của điện trở thì chúng ta sẽ nối vào 7 chân của led 7 đoạn. Ở đây chúng ta sử dụng led 7 đoạn nhưng mà không có dấu chấm, nên vì vậy chỉ có 7 chân thôi. Còn chân còn lại chúng ta sẽ không nối. Và ở đây chúng ta sử dụng là led 7 đoạn anode chung, vì vậy chân chung của chúng ta sẽ nối lên VCC để có thể hoạt động được. Bộ dao động thạch anh thì chúng ta sẽ sử dụng là 20 mA. Vậy là xong phần cứng. Chúng ta tiếp đến là phần viết chương trình bằng phần mềm CCF. Ở đây em đã viết trước chương trình. Chương trình này thì sẽ bao gồm những phần sau. Thứ nhất đó là phần khai báo thư viện. Ở đây sử dụng thư viện tvpkg-ship1.c. Thư viện này thì sẽ có các hàm phục vụ cho việc xuất led 7 đoạn, như là xuất 4 led 7 đoạn 4 số với 4 thông số đầu vào tương ứng với 4 led 7 đoạn. Thứ hai là thư viện tvpkg-ship khi 4x4 138.c. đây là thư viện để kiểm tra phím ma trận. Tiếp đến là phần khai báo biến. Ở đây sử dụng biến MB kiểu dữ liệu không dấu 8 bit. Thì biến MB này sẽ có tác dụng là để lưu giá trị của phím, của cái mã phím mà chúng ta nhấn. Còn các bit, còn các biến I1, I2, I3 lần lượt là các biến để lưu giá trị của 4 số của 4 led 7 đoạn. Để từ đó chúng ta sẽ xuất ra và để hiển thị trên led 7 đoạn.
Xong phần khai báo biến thì chúng ta sẽ vào phần chương trình chính, bắt đầu bằng câu lệnh payment. Trong chương trình chính thì chúng ta sẽ khởi tạo IC chốt. Giờ chúng ta sử dụng IC chốt để có thể điều khiển nhiều hơn hai led. Sau khi khởi tạo IC chốt thì chúng ta sẽ bắt đầu là khởi tạo các chân của điều khiển, hay nói khác là cấu hình cho các chân mà chúng ta sử dụng. Ở đây chúng ta sử dụng bọc B, cụ thể là các chân RB2 cho đến RB5 là nhập. Xem lại phần cứng thì RB2 đến RB5 là chúng ta sẽ nối vào 4 chân điều khiển hàng của máy chỉnh phím. Vì vậy nó sẽ là chân để nhận dữ liệu. Trong khi đó thì các chân RB0, RB1, RB6 và RB7 RB6, RB7 là chân mà để xuất tín hiệu từ 00 cho đến 11 để tạo ra mã quét các chân quét của các chân quét cột của phím ma trận. Còn RB0, B1 chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể khai báo tùy ý. Ở đây chúng ta khai báo nó là xuất luôn. Tiếp đến yêu cầu của đề bài thì chúng ta ban đầu khi mà mới cấp điện vô thì hiển thị lên 4 dấu gạch ngang, mà 4 dấu gạch ngang để hiển thị như vậy thì chúng ta cần phải biết được mã bài đoạn của nó. Thì mã bài đoạn của dấu gạch ngang là 0xBF. Vì vậy chúng ta sẽ gán 4 biến I1, I2, I3, I4 bằng 0xBF. Rồi sau đó để xuất ra được led bài đoạn thì chúng ta sẽ gọi hàm xuất 4 led bài đoạn 4 số và cho 4 biến này là 4 biến thông số đầu vào của hàm I4, I3, I2, I1 xuất ra được. Xong phần khởi tạo cho giá trị ban đầu của chương trình thì tiếp đến chúng ta sẽ vô vòng lập tuần hoàn. Trong vòng lập tuần hoàn này thì bao gồm các công việc như sau. Thứ nhất đó là phần kiểm tra xem coi là có phím nào được nhấn chứ không. Nếu mà có phím nào được nhấn thì nó sẽ lưu cái mã của phím đó vào biến MB thì nó rõ hơn cái hàm key 4x4 down này. Chúng ta mở thư viện TV Picking Ship key 4x4 138.c lên. Trong thư viện này thì nó có các hàm như sau. Có hàm key nhấn để kiểm tra là xem coi có được nhấn hay không. Và hàm này trả về là mã phím. Mã phím ở đây là kiểu số thập phân. Tiếp đến là hàm kiểm tra bộ phím 4x4 luôn nhưng mà có chống dội. Để đề vòng là chúng ta nhấn một lần mà khi xử lý hiệu là một nhiều hơn một lần. Ở đây chúng ta có hàm khi 4x4 đeo, tức là khi mà nhả phím ra thì nó mới tác động. Ở dưới là hàm kiểm tra khi 4x4 up thì ngược với hàm trên, thì đó là nhấn thì nó sẽ tác động liền. Tiếp tục, sau khi mà đã có được mã phím mà chúng ta nhấn thì tiếp đến chúng ta kiểm tra xem là cái mã phím này có bằng 0xFF không. Ở đây chúng ta giả sử như là 0xFF là không được nhấn, tức là kiểm tra xem là cái phím có được nhấn không. Nếu mà phím được nhấn thì chúng ta sẽ biến cái biến I4 bằng I3, I3 bằng I2, I2 bằng I1 và I1 thì bằng mã bài đoạn của mã phím. Và sau đó xuất 4 led bài đoạn 4 số với 4 thông số đầu vào là I4, I3, I2, I1. Sau khi viết xong phần chương trình, chúng ta sẽ biên dịch để ra file để nạp vô chương trình. Chúng ta sẽ compile nhé.
Ở phần dưới của phần mềm CCS thì hiện lên chữ là không error và không warning, tức là chương trình của chúng ta đã biên dịch thành công. Chúng ta sẽ chuyển qua phần rotate. Ở trong phần rotate này chúng ta sẽ nhấn chuột phải vào biểu hiện và chọn edit property. Trong mục program file thì chúng ta sẽ chọn file mà chúng ta đã biên dịch ở phần mềm CCS trước. Chúng ta sẽ đi đến thư mục mà chúng ta đã lưu, đó là thư viện khi xử lý bài 3. Nhấn Open. Và chúng ta sẽ chỉnh lại cái thông số tần số dao động của thằng Anh này thành 20 m, đúng theo như là thạch anh mà chúng ta gắn ở ngoài. Nếu mà chúng ta gắn thạch anh là 8 m thì chúng ta sẽ khai báo là 8 m. Nếu mà khai báo khác thì phi xử lý của chúng ta sẽ không hoạt động được. Chúng ta sẽ chạy thử. Ở đây khi mới cấp điện thì có 4 dấu gạch ngang hiển thị trên 4 led bài vệ. Giả sử như chúng ta nhấn phím số 4 thì số 4 sẽ hiện lên ở led bài vệ thứ nhất. Nhấn tiếp phím số 1 thì số 4 chuyển sang led thứ hai, trong khi đó số 1 thì hiển thị lên led thứ nhất. Giả sử như chúng ta sẽ nhấn phím E thì chữ E sẽ được dịch vô, trong khi đó số 4 và số 1 sẽ đứng ở hai vị trí là led thứ 3 và led thứ 1, led thứ 2. Thì số 2 được dịch vô. Số của chúng ta sẽ là 1323. Bài tập thực tập khi xử lý của em đây hết.